Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với sân bóng Bình Minh để dõi theo trận thi đấu cuối cùng của mùa giải đất giải đấu. Và họ hướng tới trận chung kết ngày hôm nay với một thành tích là bất bại ở vòng bảng. Vào sân với một tâm thế rất thoải mái và họ đang thể hiện sự quyết tâm của mình khi đứng trước. Và tiếng còi khai cuộc của trận đấu chung kết ngày hôm nay đã chính thức được bắt đầu. Trọng tài điều khiển chính ngày hôm nay là trọng tài Nguyễn Đại Thành, người đã có rất nhiều kinh nghiệm thăng ngành. Số 36 Gia Khánh, số 77 Ngọc Phong. Đây là Đại Lộc. Dứt điểm của Đại Lộc. Và hơn 60 phút thi đấu chính thức, họ đã cầm hòa với các cầu thủ trẻ Quảng Thắng với tỷ số là 1-1 và cần phải đến phân định bằng tình huống thu về bóng hay nữa của Ngọc, của Hùng Dũng. Một đường chuyền lối của Ngọc Nam, Đại Lộc. Khá nguy hiểm. Cú chơi bóng của Hùng Dũng đánh đâu. Thế Dũng. Ngọc Phong rất tích cực theo sát. Khá nguy hiểm. Xuân Quý. Có qua người rất hay của Xuân Quý. Ở đây là Đại Lộc, cơ hội đấy rồi. Hùng Dũng. Phong. Đăng Anh đang di chuyển. Và Phong quyết định solo. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với sân bóng Bình Minh để dõi theo hiệp thi đấu thứ hai giải bóng đá U14 Championship Season 3 năm 2022 tranh. Thay đổi về chiến thuật khi Đăng Anh là người trên đẩy lên cao và chơi cạnh tiền đạo Ngọc Phong. Khá nguy hiểm. Đăng Anh. Hải Đăng là một cầu thủ nhỏ con nhưng bù lại anh có một kỹ thuật rất khéo léo. Đại Lộc, một tình huống qua người của Đại Lộc và cả Bảo Duy. Đại Lộc tiếp tục là một tình huống cự ly. Đội hình của Jim Bender đang thi đấu rất tốt. Đăng Anh đưa bóng vào, khá nguy hiểm. Và như vậy đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Người vừa lập công đó chính là Anh Quân. Chúng ta cũng một lần nhìn lại pha phối hợp nâng bàn thắng lên 2-0 của các thủ Zimender. Một nhãn quan chiến thuật rất tốt của Đăng Anh. Phần 2 thi đấu chính thức của hiệp thi đấu thứ hai đã trôi qua và các cầu thủ Zimender đã dẫn trước với tỷ số là 2-0. Và họ đang có tình huống qua người của Hùng Dũng. Đăng Anh. Hùng Dũng rất khéo. Cú dứt điểm. Tỷ số được lên là 3-0. Đây rất có thể là bàn thắng chấm hết cơ hội mà các cầu thủ trẻ một nhà có thể tạo ra. Một tình huống ngã quỵ. Chúng ta một nửa nhìn lại pha quang. Đăng Anh. Cú dứt điểm. Ở tỷ số của trận chung kết đã rời sân và vào sân này cho anh là Minh Đức.
không có gì khó khăn đối với đội Thành Thái Sơn. Và đúng lúc này thì trọng tài Đại Thành đã đổ còi kết thúc trận chung kết giải bóng đá U14 Championship Season 3 năm 2022 tranh cúp TH Sport đã cất lên và xin chúc mừng đội vô địch FC Zmender.